Ok, chào các anh em nhá. Mình là Kano Gaming đây. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game Devil May Cry tập 3. Và ở tập trước thì mình đã biết được thân phận thật sự của thành Dante. Và mình đã gặp được một người em trai của mình, đó chính là Virgil. Virgil, ok. Và tiếp theo sau đó mình đã biết được là ba mình đó chính là Sparda và mẹ mình là Eva, và hai người đó đã chết một cách nói chung là hai người đó đã chết một cách bí ẩn, phải hy sinh để cứu mình. Và ở tập trước mình đã có rất là nhiều vũ khí khác, và tập này mình sẽ tiếp tục với tập 3 nha các bạn. Ok, bắt đầu thôi, và mình sẽ bắt đầu nhiệm vụ. Từ từ coi, cửa hàng sẽ có gì không nhá. Khả năng, có hai nè. Nãy mình nâng cái gì ta? Bị kích thích do adrenaline. Sát thương gây bởi tăng ngay sau khi thời khắc né tránh chiêu. Ok, cái này được nè. Quy ship, đồng bộ vào limo, gia tăng khoảng cách để né chiêu. Ok, mình sẽ nâng hai cái này để mình né chiêu luôn nha các bạn. Ok, và hơi có vẻ là hết rồi đối với vật phẩm. Rồi, hết rồi. Và thôi mình sẽ bắt đầu nhiệm vụ đây. Trời trời trời, combo các bạn, thấy combo ghê không? Cái combo như đúng rồi ấy. Vô khá lâu nhỉ. Rồi, ok, bắt đầu. You remember this place? Yeah, I remember coming here. My mother used to bring us here. Tell me everything. Some things have always been. There have always been angels. There have always been demons. And there have always been at war. 9 millennia ago, one demon rose through the ranks to take power over the dark hordes. The strongest, the cruelest, Mundus. But Mundus did not rise alone. At his right hand was his most trusted lieutenant, his blood brother, Sparda. But Sparda betrayed him. He fell in love with an angel, Eva. The secret union between angel and demon was inconceivable. But it happened. And with it came new life. Twin boys. You and I. A hybrid of the warring angel and demon races. When Mundus learned of Sparta's betrayal, his fury knew no limit. He hunted the lovers down. Eva was murdered by his own hand. And for Sparta, he demanded a more brutal fate. Endless punishment and pain. But even as Eva was destroyed, and Sparta was imprisoned for eternity, each knew that the seed for their revenge had already been sown. Because according to legend, the only beings that can slay a demon king are Nephilim, a hybrid of angel and demon. Those hybrids now exist, you and I. Oh, hiểu rồi, mình hiểu rồi. Nếu mà như các bạn đã biết á, thì ba của Dante. Mundus believed that only one child was born, but there were two Nephilim. And each had been hidden well. Sparta armed his sons. The rebellion for Dante. The Yamato for Virgil. So, Mundus killed our mom and imprisoned our dad. Yes. And we're the offspring of angels and demons. Demon father, angel mother. We are Nephilim. The only ones that can slay the demon king. Good. How? Spotter. Fucking demon collaborators. You're being dragged into limbo. I'll find Kat, she'll get you out. Stand firm. Okay, okay. Grab him. Wait, lại nữa à? Stop
Khốn đây em ơi, nó có nhiều giáp cơ. Mày hệ thống xếp hạng style à, phong cách thi đấu của bạn, ok. Hành động à, hành động hiện tại, mỗi hành động của bạn, ok. Thời gian nhất định sẽ giảm theo, ok. Thưởng điểm, rồi cái đó là hạng, ok. Tổng số điểm cái này mình cũng đã biết rồi. Chết nha cụ. Oh yeah. Chém đã tay của các bạn ơi. Rồi. Con gì đây? Con gì mà cầm nguyên cái cương vậy? Raver. Oh my god. Eesh. Vãi thốn. Chém bứt mấy cái này của nó đi chăng? Chả biết. Chém để mình chém bớt mấy cái này đi. Không biết nó có gì không. Rồi cứ chém đi. Chém nha em, đứt. Thốn đấy. Rồi, cánh cổng nó được mở ra. Đánh xe, cánh cổng nó sẵn sàng đi thôi. Rồi, cánh cổng luôn. Ok, thôi đi. Oh my god. Bây giờ mình chả biết mình đi nhanh cỡ nào, bay gì cho nhanh. Dante, over here. Bên này. What? Gì vậy? What the fuck? Wow. Vãi lên cho các bạn nhìn kìa. I'll have to find another way. Vãi, tìm đường khác nữa hả? Rồi mình lấy mấy cái này để mình ấy. Chắc có thể mình phải tìm đường khác rồi. Ok. Rồi ok, ép để nâng cấp. Khả năng hết rồi. Vật phẩm. Cái này là máu. Vật phẩm vàng. Rồi để mình mua cái này, hồi sinh sau khi chết. Ok. Rồi từ từ đó. Trước khi mình vô cái chỗ này để mình xem còn cái gì nữa không. What the fuck. Mình ở mình quay lại rồi. Ok thôi, chiến thôi. Oh my god. Oh my god, fuck. Oh, đứt. Vãi thật. Come closer. Ok. Có rất nhiều ấy. Có rất nhiều cái cái này, mấy cái này mà đập để mình lấy ấy nè. Trên kia có có rất nhiều đường nha các bạn. Mình thấy sơ sơ cũng khá nhiều đó. Đây trên đây có mấy cái nè. Đây vật phẩm xanh. Lập tức hồi lại một lượng máu cho Dante. Ok. Vật phẩm xanh là máu. Ok. Gì đây? Chỉ là mấy cái con ấy thôi.
Tập này chắc dài nữa đây các bạn ha. Tập chưa bốn mấy phút rồi, tập này chắc cũng phải hơn tiếng. Không sao. Ờ, để mình lấy lên đánh mấy cái này để có máu. Ok. Wow, khoan đã. Ở trên kia hình như nó có cái gì kìa. Rồi, để mình đi tiếp luôn nha các bạn. Đây, ví dụ như là cái đường này. À, khoan. Để mình kiếm đường khác đã. Ok. À, cái này cũng có ấy nữa nè. Mấy cái này nó cũng có tiền nữa nè. Một đường. Ok. Oh boy. What? Phải nó ngược à. Từ từ để mình lại mình ăn cái này đó. Ngao đá. Đấy sao cái cục màu đỏ đó mình ăn không được đâu. À đây đây. Nó tuốt ở kia mà mình làm gì mình cứ làm như là nó bị gì á. À, chìa khóa. Ok, xuống. Rồi, ra. Ra. Ok. Mình đi tiếp nè. Đây mình thấy ở trên đây nó có cái cục màu xanh xanh nè. Đó, chắc là bay lên đó. Rồi, ok, lên rồi. Đường này không nhảy lên được à. Chán nhờ. Wow, là mày nữa. Mày đi. B luôn, được về hạng B luôn. Ồ, trời như chơi game kinh dị. Ồ, qua đây làm gì nữa. Ồ, để mình quan sát coi. Ok. Ơ. Giật ra, biết lắm mà. Có gì kìa. Ê, cẩn thận. Another blue rose. Một bông hồng khác. Phải nó bay tìm lên đi. Bây giờ biết chạy đâu rồi ta. Từ từ để cho cái này tới đây bay lên thôi. Chết rồi. Giờ lại phải quay lại à. Không bay lên rồi. Không cần phải bay vào. Dở quá. Các bạn thông cảm nhé. Lần đầu tiên chơi tựa game này mình không hề chơi bất cứ một chút xíu nào luôn. Nên cái lúc mà tới cái đoạn mà nó khó khăn thì mình không biết. Đấy, nhảy qua đường này, một bông hồng. Lại có một cái ký ức nào đó của mình sắp được chạy mặt. Ok. Và hồi nãy ở trong cái đoạn cutscene mình nói chuyện với em mình á, thì nó có nhắc tới rằng thì cha mình Sprada là một ác quỷ và làm việc cho Mên gì đó, Mên Đớp gì đó, chả biết nữa. Nhưng mà nói chung là quỳ lao tới trước khi ở trên không thì làm việc cho một cái thằng chúa tể, nó tên là Mondop. Thì cái thằng đó nó đã cha mình đã phản bội và sau đó đã cha mình đã phản đội và sau đó đã cưới mẹ mình, đó chính là Eva.
Eva và sau cưới mình và Eva mà mẹ mình lại là một thiên thần, vậy mới đau chứ. Ác quỷ cưới thiên thần nên mình là tượng trưng cho cha mình là ác quỷ, còn người em của mình thì tượng trưng cho Chúa thiên thần. Thì mình thì được một cái cây giống cây rượu, còn nó thì được cái cây lưỡi hái. Ok, mà mình không biết sao mình lại có hai cái luôn, và bây giờ mình chả biết mình đang làm cái giống gì nữa. Thôi cứ đi tiếp. Ok, mình sẽ hạn chế để chết. What? Sao cơ? Bây giờ làm gì ta? Chết mà. Quay. Quay. Cắt. Hồi nãy nó bảo với mình là cái gì á? Quay cắt. Mà sao chỗ này nó sai dữ ta? Mình đâu thấy đứa nào đâu. Chết rồi. Ngáo đá tập 2. Ok. Làm sao để nhảy qua đó ta? Sao á? Đó, nhảy lên không được. Quy cách. Không được rồi các bạn ơi. Nó kêu nhảy lên trước đối thủ là nhảy lên cái gì mới được. Thử nha. Ship nè. Nhảy nhảy. Ok. À. Quy với nhảy nè. Rồi lại nè, hồi nãy mình thấy cái gì nè. Nhảy nè. À. Hiểu rồi. Đấy, đấy, các bạn thấy không? Đấy. Ê, rồi xong luôn. Vẫn không quen. Quy nhảy không? Đó. Rồi, ok. Vẫn không quen được, mất nửa cây máu rồi, chơi ngu gì người. Phóng khi ở trên cao nhất để nhảy qua một khoảng cách. Ok. Rồi. Rồi, may quá không bị gì. Mình vẫn không hiểu sao để có thể ấy được. Cách rồi mà, quy cách rồi. Rồi, ok. Rồi, đi tiếp. Phải, nãy giờ chết rất là nhiều rồi các bạn. Mất máu rất là nhiều rồi. Quy để kéo. Nhấn quy để cái gì nữa? Quy. Xém được rồi, trời ơi. Sao? Tôi gần hết máu rồi. À, quy cách. Trời ơi nha. Quy cách đúng không? Nhảy lên, quy cách. Từ. Từ từ nha, để mình thử lại. Nhảy lên quy cách.
nhảy nhảy lên. À. À, nhảy lên quyền. À rồi 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 hiểu rồi. Gần hết máu mất tiêu luôn rồi. Nhảy nhảy lên rồi. Trời ơi gần hết máu rồi các bạn ơi. Trời ơi đúng lần đầu tiên nó khó quá. Gì? Và boss để thực hiện nối tiếp không? Ôi ơi lần này chắc chết nữa quá. À quy chục trái cách cách quy cách à quy chục trái cách cách à, xong hiểu xác định quy chục trái cách cách à quy chục trái cách cách một mạng nữa cuối cùng ngẫm luôn quy chục trái. À. À. Xui dưới trời ơi mình không biết chơi các bạn. Chơi cho trái cách cách cách. Đó nó không bay qua các bạn thấy không? Oh fuck. Tại sao nó không bay qua trời? Đó nó không bay tới luôn chứ, mới đâu. Ai là vợ gót. Rồi bây giờ mới được nè. Vãi thật. Trời ơi còn đợt nữa. Khó khăn quá các bạn ơi. Ủng hộ tinh thần cho mình chứ. À, quay. Rồi nhảy nhảy lên hai lần. Quay. Đó vậy đi. Đừng quên dần rồi đấy. Cũng quen dần rồi. Đúng rồi quen rồi đó. Cũng hơi quen quen thôi chứ. Đậu phộng nãy giờ chết sầm lông. Hả nữa hả. Rồi ok. Ê, mình ok mà sao mình tay mình không làm đâu. Ủa e. Cắt cắt. Ok. Oh, à, quen đó. Chị đã sơ cửa nó màu đỏ vậy. Đi nào. Trời mất quá chừng máu luôn các bạn. Thông cảm cho mình nha. Ok. Vượt qua cái này bây giờ mình đã hiểu rồi. Rồi, cảm ơn. Bạn thông cảm cho mình nha. Người giống thứ gì trong đó vậy? À, hả? Anh đã nhớ được những gì tuổi thơ của mình không? Rồi, rồi, nghe nhạc là hiểu đó. Rồi, rồi, nghe nhạc hiểu. Bắt sóng Flying rats. Lốt chuột bay. Cút đi cua. Oh my god.
The fuck? Cat, on my way. Okay, okay. Rồi mình một xíu để mình vô đây mình mua cái bình máu hồi lại máu. Rồi, vãi linh hồn thật. Có gì mình ăn không? Thôi không có gì bỏ luôn. Rồi mua máu, sinh mạng lớn. Rồi toàn bộ máu. Ủa, hai này xong khác nhau vậy? Hồi phục toàn bộ máu. Thôi, tự nhiên không hát thì nhau thì mình phải xài thôi. S vật phẩm sử dụng. Ồ, sử dụng sao ta? Quên, mất tiêu cách sử dụng. Vật phẩm, đây đây. Sử dụng. Ok. Và hôm mình sẽ đi tiếp. Bên cổng mình nào. Ok, bên nào đây? Ủa nãy nó bảo cánh cổng bên nào vậy các bạn? À, ở bên này. Ủa, bên này vẫn chưa xong mà ta. À. Ồ, rồi. Ok. Được rồi. Ok. Gì đấy. Sao tự nhiên nó bị vậy? Đã xong. Silver Sachs Tower. Mình có phúc hơi ngáo đá xíu nha các bạn. World's most powerful investment bank. And who runs it? CEO Kyle Ryder, a human vessel, the physical manifestation of Mundus, the Demon King. Through debt, he controls everything. To Mundus, the world is a factory farm for human souls, and he likes to keep his animals monitored and docile. The monitoring is done by the Raptor News Corporation, a global network of CCTV cameras, satellites, and spies. The way he keeps us docile is a little more insidious. What is it? It's in your hand. Planet Earth's most popular soft drink, Virility. The demons have spiked it. It's okay. It has no effect on us, only humans. It's phlebotomy in a can. So what's the plan? That's the Hellgate, a conduit from which Mundus draws his power. While he's connected to the Hellgate, he's immortal. But we get him away from the Hellgate, and our swords will do the rest. So, how do we do that? We get his attention. Mundus is petty. He's impulsive. If we hit him where it hurts, let his anger rule him, I believe we can draw him out. Okay, so, to kill Mundus, we need to drag him away from the Hellgate. We do that by pissing him off. Roughly speaking, yes. And we piss him off by taking out the Raptor News Network and Virility. That's it. Which one do you want to do first? Vãi. Nó có nói về cái công ty. Ồ. Chỉ kết thúc à? Rồi, nhiệm vụ hoàn thành. Ồ. Rồi. Hạng S à. Thời gian D nhân 2. Ồ. B nhân 4. Chết trừ 10%. Ồ, hạng B. Ồ. Rồi, không sao. Thôi. Ok.
Và mình sẽ kết thúc tập này ở đây nhé. Và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, subscribe để mình có thể động lực để làm những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.